Xin được kính chào quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình truyền hình Thanh niên. Chương trình do đã phát thanh và truyền hình Long An phối hợp cùng với tỉnh đoàn Long An thực hiện. Quý khán giả và các bạn đoàn viên Thanh niên thân mến, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là phần điểm tin hoạt động nổi bật của các cấp bộ đoàn diễn ra trong tháng qua, đặc biệt là các hoạt động ý nghĩa của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Long An năm 2024. Phần cuối chương trình mời quý khán giả cùng quay chào sức trẻ thanh niên của huyện Thạnh Quá trong các hoạt động nổi bật tại địa phương. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 6, tỉnh Đoàn Long An phối hợp cùng với nhà thiếu nhi của huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình công tác xã hội với nội dung Chia sẻ yêu thương cùng em vui hè tại huyện Thành Quá. Tham gia có Bí thư tỉnh Đoàn Trần Hải Phú. Với mong muốn đồng hành giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ông Phạm Thanh Duy, Phó Giám đốc Nhà Thiếu Nhi huyện Nhà Bè đã dẫn động các nhà tài trợ trao tặng 32 phần quà cho các em học sinh tại trường tiểu học Tân Tây huyện Thạnh Quá, góp phần tạo động lực cho các em phấn đấu trong học tập. Tại đây, hơn 200 em học sinh còn được tuyên truyền kiến thức về kỹ năng phòng chống đuối nước và phòng chống xâm hại tình dục, và đó nhằm nâng cao nhận thức cũng như trang bị những kỹ năng cần thiết cho các em học sinh để các em có thể tự bảo vệ bản thân và đối mặt với tình huống nguy hiểm một cách hiệu quả. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các trò chơi dân gian như bánh xe thần kỳ, dễ tranh, các gian hàng ẩm thực để các em vui hè. Và trong sáng ngày 7 tháng 6, tỉnh đoàn Long An phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ và Hội doanh nhân trẻ tỉnh phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An lần thứ 5 năm 2024. Cuộc thi nhằm thúc đẩy khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cũng như kích thích sự sáng tạo, tư duy năng động, truyền cảm hứng kinh doanh, nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và người dân về vị trí vai trò của khoa học và công nghệ, về lợi ích hiệu quả của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần triển khai có hiệu quả phong trào sáng tạo trẻ. Qua 4 lần triển khai cuộc thi đã có hơn 600 ý tưởng và hơn 150 dự án dự thi, trong đó có 50 ý tưởng dự án lọt vào vòng chung kết xếp hạng và đạt giải cao tại các cuộc cuộc thi của tỉnh trong khu vực và cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương đoàn tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 10 năm 2024, tổ chức thi dòng loại từ 15 tháng 9 đến 20 tháng 9 và dòng chung kết từ 5 tháng 10 đến 15 tháng 10. Sau lễ phát động, Ban thường vụ tỉnh đoàn giới sở khoa học và công nghệ ký kết thỏa thuận ký kết phối hợp tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An lần thứ 5 năm 2024. Sáng ngày 25 tháng 6, tỉnh đoàn Long An phối hợp cùng với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình Học làm chiến sĩ công an lần thứ 2 năm 2024. Với chủ đề đi để biết, học để trưởng thành, chương trình học làm chiến sĩ công an lần thứ 2 năm 2024 đặt ra mục tiêu huấn luyện là kỷ luật nề nếp, thích nghi môi trường, phát triển kỹ năng thay đổi bản thân. Có hơn 70 em thiếu nhi độ tuổi từ 10 đến 16 tuổi tham gia chương trình. Tại buổi lễ, các em thực hiện nghi thức dân hương tham quan tượng đài Long An Trung Dũng kiên cường toàn chân đánh giặc. Chương trình học làm chiến sĩ công an được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi làm quen với môi trường của ngành công an, qua đó thêm tình yêu và tự hào về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân vì dân phục vụ. Ngay sau lễ xuất quân, các chiến sĩ nhỏ hành quân về Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Long An và tiếp nhận chương trình huấn luyện liên tục trong 7 ngày từ 25 tháng 6 đến 1 tháng 7 năm 2024. Vào sáng ngày 29 tháng 5 tại huyện Cần Giuộc, Hội đồng đội tỉnh Long An tổ chức các hoạt động sáng tạo nâng cao năng lực số và trải nghiệm cho thiếu nhi năm 2024. Hoạt động trải nghiệm cho thiếu nhi năm 2024 với chủ đề Nhà sử học nhỏ tuổi có sự tham gia của gần 100 em học sinh đại diện cho khối trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tại hội thi, các em tham gia trả lời các câu hỏi trực tuyến xoay quanh kiến thức về lịch sử văn quá, nhà lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang tượng đài liệt sĩ cần duộc di tích lịch sử cấp quốc gia chùa tôn thạnh qua đó giúp các em mở rộng và nâng cao kiến thức lịch sử khơi dậy niềm tin lòng tự hào dân tộc trước đó các em được tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo điểm danh bằng phần mềm các nội dung liên quan nâng cao năng lực số cho học sinh Sáng ngày 9 tháng 6, tại nhà thiếu nhi tỉnh, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Long An năm 2024. Tham dự buổi lễ về phía Trung ương Đoàn có Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Nguyễn Hải Nam, về phía lãnh đạo tỉnh Long An có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Giang Sơn, Bí thư tỉnh đoàn Trần Hải Phú, lãnh đạo sở ban ngành cùng đông đảo đoàn viên thanh niên với chủ đề tuổi trẻ Long An sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng và phương châm hành động rộng khắp an toàn hiệu quả bền vững gắn với năm thanh niên tình nguyện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Long An năm 2024 diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 8 năm nay với 13 chỉ tiêu cụ thể Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè có một chương trình và bốn chiến dịch, gồm chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện qua phường đỏ, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng, chiến dịch tình nguyện hành quân xanh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Giang Sơn tin tưởng với tinh thần chủ động, năng động, đổi mới sáng tạo, với phương châm nghĩ thật, làm thật, hiệu quả thật để người dân được hưởng thụ thật. Tuổi trẻ tỉnh Long An sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước. Tôi đề nghị các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo tình nguyện hè trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hoạt động các cấp bộ đoàn để triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động hè của địa phương thường xuyên theo dõi kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động tại cơ sở Dịp này, tỉnh đoàn ra mắt trang thông tin số quá lịch sử tuổi trẻ Long An và trang thông tin giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên Long An. Đặc biệt, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, tỉnh đoàn Long An nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà tài trợ, mạnh thường quân đồng hành, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng nguồn lực trị giá hơn 7 tỷ đồng. Tại buổi lễ, tỉnh đoàn trao nhiều suất học bổng phần quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và các gia đình chính sách trên địa bàn thì Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng được sự quan tâm của thường trực tỉnh ủy, à, hội đồng dân tỉnh và Ủy ban dân tỉnh. Bên cạnh đó cũng sự đồng hành hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong và ngoài tỉnh thì à, Ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ quyết tâm triển khai các cái nội dung à, đặc biệt là 13 cái chỉ tiêu mà Ban thường vụ đã đặt ra trong chiến dịch tình hè. Tiếp đó, đại biểu đoàn viên thanh niên ra quân trồng cây xanh tại phường Tân Khánh thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Tân An. Xin được chuyển sang các thông tin khác, sáng ngày 1 tháng 6, Hội đồng đội tỉnh Long An phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Tịnh của huyện Tân Trụ tổ chức lễ khởi công nhà khăn quàng đỏ, công trình văn đon cấp tỉnh năm 2024. Đây cũng là công trình chào mừng đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Được biết, em Nguyễn Phan Quỳnh Đức vừa hoàn thành chương trình tiểu học tại trường tiểu học Nguyễn Giang Thuần, xã Bình Tịnh. Cha mẹ em đã ly hôn, hiện em sống cùng mẹ và anh trai ở nương nhờ trong ngôi nhà của ông bà ngoại hay được hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của em Nguyễn Phan Quỳnh Đức, Hội đồng đội tỉnh Long An hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng xây nhà khăn quàng đỏ nhằm động viên em vượt qua khó khăn dư lên trong học tập. Chương trình xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ được Hội đồng đội tỉnh Long An thực hiện hàng năm, qua đó thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn hội giới thiếu niên chi đồng có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em phấn đấu trong học tập. Vào ngày 16 tháng 6 tại chùa Pháp Minh của huyện Đức Hòa, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Thanh niên Tôn giáo năm 2024. Tại ngày hội, Phó Ban Trị sự, Kim Trưởng ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đại Đức, Tiến sĩ Thích đệ Ngôn chia sẻ chuyên đề phổ biến kiến thức, kỹ năng trong đời sống gia đình, sức khỏe, tình bạn, tình yêu trong thanh niên. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên tôn giáo còn giao lưu, tham gia cuộc thi rung chuông vàng với các câu hỏi liên quan đến truyền thống lịch sử và văn hóa huyện Đức Hòa qua các thời kỳ. Nét văn hóa truyền thống tiêu biểu, các di tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn huyện, những mốc lịch sử đấu tranh của đảng bộ và nhân dân huyện qua các thời kỳ chiến tranh và bảo vệ tổ quốc. Ngoài ra, các bạn đoàn viên thanh niên tham gia trò chơi lớn, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia nhằm rèn luyện kỹ năng tăng cường sức khỏe. Nằm trong chủ hoạt động, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao tặng 50 phần quà cho các thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng nhằm động viên tinh thần các thanh niên nỗ lực vượt khó. thưa quý vị và các bạn nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia các hoạt động xã hội đồng thời hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Long An năm 2024 các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Thành Quá đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực phát huy được vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng đây là chương trình gặp gỡ tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo Quỹ ban nhân dân quyền thành quá với thiếu nhi năm 2024. Tại buổi đối thoại, các em thiếu nhi đã có nhiều câu hỏi chủ yếu xoay quanh vấn đề về xâm hại và bạo lực trẻ em như những hành vi nào được xem là hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, cách phòng tránh tình trạng bạo lực xâm hại trẻ em, giải pháp của cơ quan chuyên môn để tăng cường bảo vệ trẻ em, tránh bị xâm hại trên không gian mạng. Qua đó, tạo điều kiện cho các em thiếu nhi được bày tỏ nguyện vọng, có đề xuất kiến nghị về những vấn đề mà các em quan tâm đến với buổi đối thoại hôm nay thì bản thân tôi cũng như các bạn đoàn viên thanh niên rất là phấn khởi khi mà được lắng nghe những câu hỏi, những cái chia sẻ của tất cả các bạn đoàn viên than, đoàn thanh niên trên địa bàn về những cái vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn quyền Thanh Hóa à, và những cái giải đáp của chủ tọa cũng như là đại diện các ban ngành đoàn thể và tôi mong muốn rằng những cái giải đáp, những cái định hướng đó sẽ được áp dụng à, một cách hiệu quả trên địa bàn huyện nhằm mang lại những à, an ninh trật tự tốt trên địa bàn huyện à, và đặc biệt là đối với những thanh niên tái hòa nhập sẽ sớm à, được hòa nhập và có những cái hành động những việc làm tốt cho địa bàn. qua chương trình đối thoại thì đã tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên bày tỏ những cái tâm tư nguyện vọng và đề xuất kiến nghị của mình trên lĩnh vực phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội trên địa bàn. thì qua đó thì cũng À, bổ sung thêm một số kiến thức và kỹ năng à, cho các bạn trong công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là nhận diện các loại tội phạm trên không gian mạng. À, thì trong thời gian tới, à, đoàn từ quyện đến cơ sở à, sẽ tập trung à, triển khai thực hiện các mô hình công trình phần việc thanh niên à, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. À, ví dụ như là mô hình à, ánh sáng an ninh trật tự, mô hình là đội thanh niên xung kích tuần tra phòng chống tội phạm. À, khu dân cư không có thanh niên mắc à, tệ nạn xã hội à, để góp phần cùng địa phương à, đảm bảo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội với quyết tâm luôn đồng hành cùng sĩ tử, ngay từ sáng sớm ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, việc hoạt động tình nguyện sáng tạo thiết thực của tuổi trẻ huyện Thành Quá đã tiếp thêm sức mạnh, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho các thí sinh. Trên tinh thần hỗ trợ tối đa, tại mỗi điểm thi, các đoàn viên thanh niên tình nguyện luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ cho các thí sinh và phụ huynh trong suốt quá trình kỳ thi diễn ra. Những hoạt động như lời chúc dược vũ môn trẻ ý nghĩa, xe tình nguyện không đồng, phát dụng cụ học tập, nước, bánh, sữa cho các thí sinh trong và giữ đồ miễn phí. Các tình nguyện viên buổi sáng nay em thấy đều rất là hào hứng để giúp đỡ các anh chị. Tại vì đa phần tình nguyện viên ở đây là từ các đoàn viên và ở trong trường thì có các em lớp 10, lớp 11. Các em đi ở đây cũng có thể là cảm nhận một phần nào đó cái không khí kỳ thi để năm sau các em chuẩn bị thật là tốt. Ngoài ra là còn có thể giúp đỡ anh chị thì các em cảm thấy rất là vui chiến dịch thanh niên tiền hè tình nguyện hè năm 2024 thì có chắc cũng giống như năm 2023 thì huyện uh, đoàn với phối uh, hợp với đoàn trường học phổ thông thì uh, triển khai các uh, chương trình tiếp xúc mùa thi thì uh, các nội dung cũng giống như em rồi là gồm uh, hỗ trợ dụng khu dụng cụ để các em uh, dụng cụ cá nhân của các em rồi đội hình phản ứng nhanh hỗ đội hình hỗ trợ bếp ăn rồi uh, các hoạt động năm nay thì có thêm hoạt động là vận động mạnh thường quân hỗ trợ 2.000 chai nước cho các em học sinh thì uh, các nguồn vận động thì thường là do vận động các đoàn khói rồi mà phục quý phụ huynh học sinh nè năm nay thì trường giờ huyện đoàn hỗ vận động hỗ trợ được 300 hơn trên 300 sức ăn cho các em học sinh thì đây là hoạt động rất là ý nghĩa để giúp cho các em học sinh yên tâm thi rồi hạn chế các rủi ro thi đi trễ này giống như năm rồi thì có một số trường hợp là đi trễ nên năm nay đội hình cũng chủ động sắp xếp để hoạt động tốt hơn so với năm rồi chủ động lắm. Ngoài ra, huyện đoàn Thanh Hóa còn tổ chức lễ trao quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực. Những hoạt động là cơ sở quan trọng để phát triển phong trào thanh niên tình nguyện thành một trong những phong trào chủ đạo của thanh niên huyện Thanh Hóa trong thời gian tới, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, chương trình truyền hình thanh niên kỳ này xin phép được khép lại tại đây. Chương trình do đã phát thanh và truyền hình Long An phối hợp cùng với tỉnh đoàn Long An thực hiện. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.